Hello, xin chào quý chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389 và lại là em Quang đây. Và trong video ngày hôm nay thì em Quang sẽ cập nhật và báo giá nhanh cho quý anh chị toàn bộ xe CUV 5 chỗ gầm cao đang có tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội. Và nếu quý chị nào mà đang quan tâm một cái xe nào đang có trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho siêu thị với số điện thoại là 0813 700 900 nha quý anh chị. Rồi, thì em quay xin giới thiệu một chút xíu về siêu thị ô tô Hà Nội là một trong những địa điểm chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin, có cam kết bằng văn bản một công ty đầy đủ cho quý anh chị khi mua xe tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội nha. Và một điều nữa em quay đang muốn chia sẻ với quý anh chị là hiện tại là siêu thị ô tô Hà Nội đang tuyển thêm MC nữ nói để lên đứng kênh YouTube cũng như là hỗ trợ kênh YouTube và kênh TikTok. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu ứng tuyển thì cứ nộp đơn CV vào Gmail ở dưới phần mô tả ha. Rồi thì để cho quý chị không mất thời gian nữa thì quay sẽ mời quý anh chị cùng vào nội dung chính ngày hôm nay. Chúng ta cùng đi thôi. Let's go. Và đến với em xe đầu tiên quay mang tới cho quý anh chị là một em Hyundai Creta sản xuất 2023. Odo em này là 9.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 635 triệu cho em xe này. Một em tiểu túc sinh rất là đẹp. Đẹp chưa quý anh chị? Quá đẹp. Em này là bản 1.5 đặc biệt ha quý anh chị ha. Đấy, xe thì đẹp miên man luôn. Đấy. Thì chút nữa cuối thì em sẽ báo giá nhanh toàn bộ xe đang có tại showroom ha. Báo giá nhanh. Bây giờ em quay sẽ cho quý anh chị xem chi tiết em xe. Phải xem hơi chi tiết nha quý anh chị. Đây, mình sẽ nhìn nhanh một chút xíu ha. Đấy, khá là đẹp quý anh chị ạ. Đây, quý chị nhìn thấy rất là giống túc sinh không? Khá là giống túc sinh ha. Nội thất rất là đẹp, đèn, mặt ga lăng, đồ cũng khá là đẹp luôn. Đấy, xe đã được chủ người ta lên bệ bước nha quý anh chị. Giá hiện tại đây được chào bán là 635 triệu cho em xe này 2023. Đây mâm đồ này nọ, đèn đuốc đồ đầy đủ hết quý anh chị à. Rất là đẹp nha quý anh chị ha. Đấy. Em này thì sơn zin 99.99 cho quý anh chị ha. Rồi, đối với em xe tiếp theo quay mang tới cho quý anh chị là một em Toyota Corolla Cross bản V 1.8 2022. Odo em này là 41.000 cây. Và hiện tại thì đang được siêu thị chào bán với mức giá là 815 triệu. Đăng kiểm thì là tới tháng 9 2024. Xe này là bản V, bản full nên là chúng ta sẽ có luôn cả Toyota Safety Sense. Xe thì bề ngoài khá là đẹp, nói chung là trả 40.000 cây thì cái việc mà va quẹt với xe máy thì cái việc không thể tránh khỏi và cái việc mà dặm tuốt là chuyện rất bình thường nha quý anh chị. Nhưng mà quan trọng là cam kết với quý anh chị là không có tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin. Một cái màn hình khá là to. Dàn CUV 5 chỗ ha, hôm nay mình chỉ quay CUV 5 chỗ thôi. Odo 41.000 cây nè quý anh chị. Ghế chỉnh điện. Có luôn cả Toyota Safety Sense. Đây. Giữ làn đường, giữ khoảng cách, cảnh báo va chạm. Em này giá là 795 triệu, xe này em quay vừa mới điều chỉnh giá ha, 815 giảm còn 795 nha quý anh chị ha. Vừa mới điều chỉnh giá trong video ngày hôm nay. Đấy, xe khá là đẹp đúng không quý anh chị? Tiếp theo em quay mang tới cho quý anh chị là một em Kia Seltos 1.6 Premium. Đây quý anh chị ơi, Turbo. Sản xuất 2022. Em này hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 665 triệu, logo mới. Form này của chúng ta sẽ có luôn cả cấp điện. Đây nội thất khá là đẹp ha quý anh chị. Mình sẽ cho quý anh chị xem bên bên trong nội thất. Đây quý anh chị ơi. Nội thất đây. Vô lăng nè. Có ga tự động ha, auto đèn. Đấy.
có driver Jackson nè, làm mát ghế nè, mở view cam bảo dưỡng đầy đủ nè, ghế da rất là đẹp. Odo 20.000 cây thôi, giá 665 triệu cho em xe này. Kia Seltos 2022, Odo 20.000. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một cặp Toyota, tiếp tục lại là một cặp Toyota Corolla Cross bản V 1.8. Và cả hai xe này đều là 2020. Em bên trái này thì Odo 50.000 cây, còn em màu đỏ kia thì là 32.000 cây. Em này giá rẻ hơn, 698 triệu cho em xe này. Em kia thì là 725 triệu nha quý anh chị. Hai em Cross rất là đẹp nha. Đấy. Thì cũng như em màu trắng kia, công nghệ đồ cũng như vậy thôi. Đấy, cũng là có bản V mà, có cam 360, có adaptive, cảm biến trước sau, mâm phay. Quan trọng là về cái xe thì chạy 5 vạn thì cái chất xe nó thì cũng nếu đẹp thì cũng nó là đẹp, nhưng mà nó sẽ không thể nào mà so sánh với cái xe đi ít hơn 3 vạn. 3 vạn thì nó sẽ đẹp hơn. Đây là xe chạy 30.000 cây của 2020 đây. Đây, cái chất xe nhìn nó sẽ cứng hơn nha quý anh chị. Nhưng mà cái màu xanh này thì lại nhìn đẹp hơn quý anh chị ạ. Màu xanh của Toyota Rose này nhìn đẹp, rất là ok. Rồi chúng ta di chuyển lên đây một chút xíu thì em quay đang có 3 xe SUV. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một em Hyundai Kona xăng tiêu chuẩn. Em này thì giá rẻ, quý chị đang tìm một em xe 5 chỗ giá rẻ thì đây là một trong những sự chọn hợp lý, giá chỉ có 535 triệu thôi. Xe đời cao, sản xuất 2021, khá là đẹp nha quý anh chị. Em này Odo là 49.000 cây, máy xăng tiêu chuẩn. Xe này thì cũng đã được chủ người ta lên ghế da, lên camera hành trình. Công nghệ cũng nhiều, số tự động, có driver mode, có hỗ trợ độ dốc, cảm biến, màn hình Bluetooth. Em này thì ngồi khá là rộng rãi và rất là thích hợp cho các cặp vợ chồng son vừa mới lấy nhau, hay cũng như là đang có baby nhỏ nha quý anh chị. Màu đỏ khá là đẹp nha. Rồi dịch qua đây một chút xíu, chúng ta sẽ có một em Hyundai Tucson 1.6 Turbo máy xăng 2018 Odo 60.000 cây. Em này là bản full 1.6, xe này ngày xưa mua mới phải hơn 1 tỷ, bây giờ thì siêu thị bán còn có 685 thôi. Giá rất là rẻ. Em này thì là SUV, rộng rãi, to, bự, 5 chỗ. Đấy, rất là đẹp ha, form dáng thì khá là giống Santa Fe đời 16-17. Nội thất bên trong thì miên man. Đây, chị nhìn ghế chỉnh điện nè, công nghệ thì rất là nhiều ha. Ai đây để cái vô lăng kỳ quá quý chị ơi, ga tự động nè. Đấy. Rồi đây, cần số nè, phanh tay điện tử nè, driver mode hỗ trợ độ dốc nè, clean night, màn hình vẫn còn siêu, khá là đẹp. Ok quý anh chị, rồi đây xe rất là đẹp nha, có auto đèn, có cảm biến trước sau, có rửa đèn. Rồi giá 685 triệu cho em xe này ha. Một em xe Mazda 3 gầm cao, Mazda 3 mà lại gầm cao quý anh chị. Đúng rồi, quý anh chị nghe không nhầm đâu, đó chính là CX-30. Đây, form dáng quý anh chị nhìn thấy rất là giống Mazda 3 ha, nhưng mà gầm cao, bánh to. Đấy, nên gọi là CX-30. Rất là đẹp, giá thì 710 triệu cho em xe này, 5 chỗ. Máy xăng 2.0, có luôn cả hút kính nha quý anh chị. Nội thất bên trong đây quý anh chị ơi. Em này thì Odo chỉ mới có 32.000 thôi. Đó, quá đẹp ha, 710 triệu, có luôn cả cửa sổ chờ, bản này bản premium nha. Rồi chúng ta sẽ di chuyển ra đằng sau thì em quay đang còn một vài xe ở đằng sau. Để mà nói thì chắc là em xe này là dòng 7 chỗ nhưng mà cái giá nó rẻ nên là em quay xin phép được giới thiệu nó hơi không ngoài luồng một chút xíu. Nói chung là nó cũng quý chị ngồi 5 chỗ cũng ok, 7 chỗ mà rộng rãi thoải mái mình ngồi 5 chỗ ok ha. Đây là một em Chevrolet Captiva LTZ 2017 Odo 40.000 cây. Xe này hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá 465 triệu cho
phiên bản LTZ 27 này. Đấy, rất là đẹp, hai giá chỉ ngang ngửa E10 Morning bản giữa thôi. Rồi qua đây chúng ta sẽ có một em xe Kia Sportage 5 chỗ CUV, cạnh tranh với lại Tucson, nói chung là cùng nhà nhưng mà vẫn cạnh tranh nhau. Đấy, Sportage ha. Bản này bản Signature, không có X-Line. 2023 Odo em này là 6-7 ngàn cây, 6 hay là 7 ngàn gì đấy. Em này thì hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá 995 triệu cho em xe này. Và nếu quý chị có quan tâm xe này thì hãy nhấc máy liên hệ ha. Máy xăng 1.6 Turbo Signature không X-Line nha quý anh chị. Xe này thì cũng đã quay chi tiết cho quý anh chị xem rồi, xe rất là mới và rất là đẹp luôn. Này cho quý anh chị xem lại nội thất ha. Những cái xe trong những cái video, trong video này thì cũng đã quay chi tiết hết rồi nha quý anh chị. Đèn nè, khá là đẹp. Thơm, quá thơm quý anh chị ạ. Rất ok, xài Kia người ta làm rất là chỉnh chu. Xe này cũng đã được chủ người ta lên chừng nỉ nha quý anh chị. Rồi ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ xe CUV đang có tại siêu thị ô tô Hà Nội. Và nếu quý chị quan tâm một cái xe nào tại siêu thị thì cứ nhấc máy liên hệ cho siêu thị ha. Số điện thoại là 0813 700 900. Nha quý anh chị. Hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi ok, xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi hết cái video này. Và bây giờ chúng ta cùng đi báo giá nhanh toàn bộ xe đang có tại showroom ha. Để cho quý anh chị quan tâm những cái xe khác thì hãy nhấc máy liên hệ cho siêu thị ha. Và chúng ta cùng đi thôi, let's go. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi báo giá toàn bộ xe đang có tại showroom. Thì trong quá trình Quang sẽ di chuyển ra ngoài thì Quang giới thiệu một chút xíu về siêu thị ô tô Hà Nội. Là một trong những địa điểm chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin, có cam kết bảo hành đầy đủ cho quý anh chị khi quý anh chị mua xe tại siêu thị ha. Có một công ty luôn. Đấy, nên là quý anh chị cứ yên tâm. Rồi đầu tiên chúng ta đến với một em xe giá rất là rẻ thôi, một em Mazda 2 phiên bản sedan. Và cái mẫu Mazda 2 này thì của chúng ta chỉ có hai phiên bản là hatchback và sedan thôi, không có chia phiên bản nha quý anh chị. Ấy thì em này hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 355 triệu cho em xe này. Sản xuất 2017, Odo 100.000 cây, xe số tự động, ghế da nắp 3 và xe thì thiết kế rất là đẹp nha quý anh chị ha. Mazda thì xưa giờ thiết kế khá là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ có một em BMW Z4 bản R mui trần 2011 và đăng ký lần đầu là 2012. Odo 67.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 990 triệu xe mui trần nha quý anh chị ha. Xe này máy xăng 2.0, xe kia thì là máy xăng 1.5. Và cái máy xăng 1.5 nó rất là tiết kiệm nhiên liệu nha quý anh chị. Rồi một em xe đến từ Anh Quốc, Mini Cooper. Một em xe của rất là giống xe của diễn viên hài Mr. Bean. Đấy, xe này thì sản xuất 2021. Bản này là bản 3 cửa ha quý anh chị. Máy xăng. Đấy, em này thì hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 1.580.000.000 thôi. Sản xuất 2021, Odo 15.000 cây. Rẻ hơn hãng khoảng 500 triệu nha quý anh chị ha. Đấy, rất là đẹp nha. Xe này cũng đã quay chi tiết cho quý anh chị xem rồi. Một em Toyota Corolla Altis bản V 1.8 2022. Odo em này là 3 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 710 triệu nha. Qua đây chúng ta sẽ có một em Hyundai Accent phiên bản đặc biệt 1.4 bản cao nhất, có cửa sổ trời. Xe này thì sản xuất 2022. Odo em này là 3 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 485 triệu cho em xe này. Hyundai Kona xăng tiêu chuẩn 2.0. Xe này thì Odo là 4 vạn, 40 mấy ngàn cây á. Và hiện tại thì đã được chủ người ta lên ghế da và lên camera hành trình. Một trong những em xe rất là thích hợp để đi mùa mưa này, bởi vì gầm cao, máy thoáng mà giá rẻ nữa. Rất là thích hợp cho các cặp vợ chồng son mà tìm một cái xe gầm cao nè, đi mưa nè và rộng rãi nè, chuẩn bị có baby nhỏ nè, tìm một em xe để che nắng che mưa rất là ok ha quý anh chị. Đầy mưa nè. Quý chị thấy chưa, xe rất là bóng lưỡng luôn, rất là đẹp ha. Giá đang được chào bán 535 triệu cho em xe này. Hyundai Tucson 1.6 Turbo máy xăng. Em này thì hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 685 triệu cho em xe này.
Đấy, bản này bản full nhất nha quý anh chị, sản xuất 2018, odo 60.000 cây. Đấy, máy xăng 1.6. Bên đây chúng ta sẽ có một em Mazda CX-30 hay còn gọi là Mazda 3 gầm cao. Đấy, rất là đẹp quý anh chị. Sản xuất 2022, odo em này là 3 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 710 triệu cho em xe này. Bên hông này chúng ta sẽ có một em Toyota Auto Body Combs, một em xe điện thôi, dùng để chạy trong khu đô thị của mình hay là chạy trong sân golf. Quý chị không có thể lưu hành được ha, xe này không có đăng ký, không đăng kiểm được. Nhưng mà đây là một em xe điện của nhà Toyota. Đó, Toyota Auto Body Combs, quý chị có thể lên mạng search nha. Em này hiện tại đang được siêu thị bán với mức giá 200 triệu xe này. Ở đây chúng ta sẽ có một em Peugeot 5008 GT Line 2022. Bản này là bản GT Line có ghế máy xa, sản xuất 22, odo 4 vạn và giá đang được chào bán là 960 triệu cho em xe này. Hyundai Santa Fe xăng tiêu chuẩn 22 mà rẻ hơn cả 21 nữa. Lý do tại sao? Bởi vì em này là bản base đã được chủ người ta lên khoảng 50 triệu tiền đồ chơi, như là camera 360, màn hình ZTAC, hút kính nè. Đấy, có cả bể bước nè quý anh chị, và đặc biệt là tuy là bản base nhưng mà vẫn được hãng ưu ái để là chúng ta bộ loa Hamakadon không có bị cắt đi ha. Hầu như những cái xe mà bản tiêu chuẩn thì những cái xe mà hãng mà có trang bị loa xịn đó quý anh chị thì bản tiêu chuẩn sẽ bị cắt đi, nhưng mà riêng em này thì lại không bị cắt đi. Đấy, rất là đã. Giá 965 triệu cho em xe này thôi. Rồi, bộ ba Toyota Corolla Cross. Và bên kia chúng ta sẽ có một em nữa, bốn em ha. Đây quý anh chị ơi, sản xuất 2020 bản V, odo 3 vạn, giá 725 triệu cho em xe này. Nhưng mà quý anh chị nào mà muốn rẻ hơn một chút xíu, hôm nay sẽ có em xe này thì odo nó sẽ hơi nhiều hơn một chút xíu, giá là 698 triệu cho em xe này, cũng 2020 luôn mà odo là 5 vạn nha quý anh chị. Odo 5 vạn ha. Đấy. Rồi qua đây chúng ta sẽ có một em xe, quý anh chị nào mà muốn lướt ơi là lướt, đây có luôn, đời cao 22. Mà cũng bản V, ba em này đều là bản V hết nha quý anh chị, bản full hết, 1.8 hết, máy xăng. Em này thì là 22 ha, odo 4 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá 815 triệu cho em xe này. Di chuyển qua đây chúng ta sẽ có một em Hyundai Elantra phiên bản 1.6 turbo, sản xuất 2020. Odo em này là 60.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 565 triệu cho em xe này. Bản này là Elantra full ha, 1.6 turbo. Sau này lên form mới thì mới có N-Line, còn bản này thì của chúng ta chưa có N-Line ha. Rồi, quý anh chị nào mà không, trong cái video ngày hôm qua em qua có nói là những cái con Carnival màu trắng thì quý anh chị thông cảm ha. Carnival màu trắng là về được hai em 23, 24 vừa về trên đường là bán hết luôn quý anh chị à. Chưa kịp thấy xe nữa là khách người ta đã cọc rồi. Nên là vẫn còn một em Carnival ở đây. Kia Carnival màu xanh ngọc, sản xuất 2022, odo em này là 37.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 1 tỷ 315 triệu cho một bản Signature máy dầu 2.2 diesel 7 ghế. Ở đây thì chúng ta sẽ có một em Hyundai Creta hay còn gọi là tiểu túc sinh, nhìn khá là giống túc sinh ha, từ bên trong ra tới bên ngoài luôn. Đấy, sản xuất 2023, odo 9.000 cây và hiện tại thì đang được siêu thị chào bán với mức giá là 635 triệu cho em xe này. Quý anh chị mua mới là phải đâu đó là khoảng 710 triệu hơn, 730 sao ấy, ngoài nhớ 730 á. Thì quý anh chị sẽ mua được, tiết kiệm được khoảng 100 triệu ha. Đấy. Rất là đẹp ha quý anh chị. Bản này bản đặc biệt ha, bản giữa. Ở 635 triệu, odo em này là 9.000 cây. Đấy. Rồi một em xe 7 chỗ. Tuy là mang danh 7 chỗ nhưng mà còn có thể được 9 người, bởi vì trong đăng kiểm em này là 8 chỗ nha quý anh chị. Và thường thường là những cái số chỗ trong đăng kiểm chúng ta có thể ngồi dư ra được một người ha. Đây, đây chính là một em Toyota Innova bản E, máy xăng, sản xuất 2020. Đấy, em này thì hiện tại giá cũng chỉ hơn 500 thôi, 535 triệu cho em xe này. Xe rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy, bản E số sàn ha, odo 9 vạn, máy xăng 2.0. Một trong những em xe rất là thích hợp cho quý anh chị mua về để hành nghề kinh doanh vận tải ha. 535. Rất là đẹp nha quý anh chị ha. Rồi quý anh chị nào mà muốn phân khúc cao hơn một chút xíu, chúng ta sẽ có một em Toyota Fortuner máy dầu bản Legender, 2 cầu, máy dầu 2.8, sản xuất 2021,
Odo em này là 26.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá 1.2 tỷ. Đây chép lại thông tin xe cho quý anh chị 2021 nha. Odo 27.000 cây giá 1.2 tỷ. Bản máy dầu 2 cầu 2.8. Quý chị mua em này quý vị sẽ tiết kiệm được khoảng đâu đó là hơn 200 triệu. Xe mới khoảng 1.4 tỷ mấy chục, em quan giám em máy là như vậy. Rồi bên đây chúng ta sẽ có một em xe đến từ hãng Ford, Ford Everest Titanium. Máy dầu 1 cầu 2020, Odo 80.000 cây. Rồi sorry anh chị ha. 80.000 cây. Đấy, 80.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 895 triệu cho em xe này. Một em xe sang xịn mịn của hãng Toyota. Đã được chủ người ta lên bộ body kit nhìn rất là hầm hố ha. Đây là Toyota Land Cruiser Prado sản xuất 2019, Odo 60.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 2.120 tỷ. Máy xăng 2.7 nha quý anh chị. Đã nhìn rất là ngầu luôn, ngầu đét chiến hay là chiến. Đấy, quá đẹp luôn quý anh chị ơi. Không thể nào mà buông đôi tay nhau ra được với em xe này, quá đẹp. Quý chị xe mới giá phải gần 3 tỷ, em này đang được bán 2.120 tỷ thôi. Rồi, ở đây một em xe Kia K3 1.6 Premium 2022 và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 595 triệu cho em xe này ha. Qua bên đây chúng ta sẽ có một em Kia Sportage sản xuất 2023, Odo em này là 6.000 cây và hiện tại thì đang được siêu thị chào bán với mức giá là 995 triệu cho em xe này. Và đây là bản 1.6 Turbo Signature, không có X-Line. Không có X-Line sẽ mắc hơn bản X-Line 10 triệu nha quý anh chị. Rồi Santa Fe 2021 bản Premium, Odo em này là bao nhiêu quý anh chị? Odo em này là 2 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 1.055 tỷ cho em xe này. Bên đây chúng ta sẽ có một em Kia Sorento Signature máy dầu bản 6 ghế sản xuất 22, Odo 3 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 1.035 tỷ cho em xe này. Chevrolet Captiva LTZ 2017, em này thì Odo là 4 vạn, xe rất là đẹp nha quý anh chị, tiêu chuẩn an toàn châu Âu nhưng giá thì chỉ ngang ngửa em i10 Morning bản giữa thôi, 465 triệu cho em xe này ha. 2017 rất là đẹp nha quý anh chị, công nghệ rất là nhiều và xe rất là cứng cáp. Rồi bên trong đây thì lâu rồi em quay không có quay cho quý anh chị chiêm ngưỡng những cái dòng xe độc lạ, như là ở đây chúng ta sẽ có một em BMW DC. Hôm nay thì đi một vòng tham quan cho quý anh chị ha. BMW DC, mẫu xe đầu tiên của nhà BMW nha quý anh chị. Đấy, màu đỏ khá là đẹp ha. Sinh năm 1927 ha. Bên này chúng ta lại tiếp tục có một em sinh năm 1927 luôn. Đây là một hãng xe Auckland và hãng xe này thì hiện tại đã bị khai tử rồi, hoạt động được 27 năm nha quý anh chị. Đấy, cũng sinh năm 1927 luôn. Hai quý chị nhìn nè, form dáng nó rất là bề thế hơn cái xe kia. To bự đã cho quý anh chị. Bên đây thì là một MGB. Đấy, mui trần xe của điệp viên. Đấy, xe này thì ngày xưa là của Anh Quốc nè, chứ không phải là sau này là bán về lại cho Trung Quốc rồi quý anh chị. Bên đây chúng ta sẽ có một em Ferrari F330 hả? Em quay nhớ là F330 đúng không quý anh chị? Spider F330 Spider ha. Đây chúng ta có thể phân biệt bằng cách là nhìn vào chỗ này. Cái đèn F460 thì nó sẽ là cái phần đèn nó sẽ màu đen. Còn F này là F330 đúng không? F330 thì cái phần đèn nó sẽ là màu đỏ đồng với là cái màu sơn luôn. Và bản này là bản Spider ha quý anh chị ha. Đấy. Rồi bên đây thì là một em McLaren 650S. Đấy, siêu xe đây quý chị có thể đến tham quan trải nghiệm, chụp hình đồ, check in các kiểu ha. Limousine này, Town Car, dài khoảng 7m rưỡi, 8m, ngồi được 9 người, biển du lịch. Xe này có bán nha quý anh chị. Rồi ở đây thì là một cặp xe quý chị nào mà không nhìn chứ bây giờ cho quý anh chị đoán thử quý chị có biết đây là hãng xe nào không? Hai cái xe này là cùng chung một hãng nha.
Quý anh chị nào mà đoán đây là Nissan là chính xác rồi. Đấy, hai em này là của Nissan ha quý anh chị. Thì bên tay trái của chúng ta là Figaro. Đây nó có cái tên đây. Figaro, Nissan Figaro nè. Đấy. Bên phải của chúng ta thì là em Nissan Verita. Đấy, hai em xe rất là độc lạ. Bây giờ quý anh chị mà đi trên đường mà để tìm hai em xe này rất là hiếm nha quý anh chị ha. Rồi ok quý anh chị, thì đó toàn bộ những xe mà siêu thị ô tô Hà Nội đang có và báo giá nhanh cho quý anh chị. Thì nếu quý anh chị có quan tâm một cái xe nào tại siêu thị thì cứ nhấc máy liên hệ cho siêu thị ha. Số điện thoại là 0813700900 hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom. Siêu thị đó địa chỉ là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Bên kia là gara ô tô Hà Nội, một trong những địa điểm đạt chuẩn để làm bảo hiểm, bảo dưỡng detailing spa của siêu thị ô tô Hà Nội, vừa bảo dưỡng vừa làm bảo hiểm luôn. Quý anh chị nào mà đang có nhu cầu detailing spa làm bảo hiểm bảo dưỡng thì cứ mang xe tới gara ô tô Hà Nội ha, và đọc báo là xem trên kênh YouTube của siêu thị ô tô Hà Nội để nhận được cái mức giá ưu đãi tốt nhất nha quý anh chị. Và tại đây thì siêu thị ô tô Hà Nội cũng có các dịch vụ khác như là sang tên rút gốc nè, hay là đi đăng kiểm. Quý anh chị nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ cho siêu thị ha, qua số hotline là 0813700900 nha. Rồi ok, thì em quay xin cảm ơn quý chị đã quan tâm và theo dõi quay quay hết cái video này. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo. Bye bye.